và niềm tin rực sáng với bao điều mơ thắp trong từng trái tim con người. Và Doraemon xin gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý vị, các bạn và các em đến với tuổi thần tiên năm. Kính thưa quý vị, các bạn, các em thân mến, tuổi thần tiên năm kỳ này chúng ta tổ chức không phải tại trái đất mà chúng ta sẽ bay vào không gian trên vũ trụ, trên sao Hỏa để chuẩn bị chương trình. Chính vì vậy, Doraemon sẽ biến nhà hát Hòa Bình thành một con tàu vũ trụ thật là hiện đại để đưa tất cả chúng ta bay vào không gian. Và bây giờ cô Tí xin mời một bạn thiếu nhi bước lên cùng phi hành đoàn tham gia điều khiển chuyến bay của chúng ta lên sao Hỏa. Thưa quý vị, các bạn và các em, và chúng ta hãy chuẩn bị sẵn sàng để rời mặt đất bay vào không gian. 5, 4, 3, 2, 1, chuẩn bị. Chúng ta đã bắt đầu cao rồi. Rời xa mặt đất, mây rất nhiều, các cháu có thấy chưa? Mây kìa chú Bạch ơi, quá nhiều mây đẹp luôn. Mình tăng tốc độ cho chú Bạch. Đề nghị tất cả bình tĩnh.
Thưa quý vị, vì lý do thời tiết xấu cho nên hành tinh của chúng ta đã đáp vào một hành tinh không biết là hành tinh gì. Chú Bạch ơi nhìn kìa, quái vật hành tinh. Ôi quái vật hành tinh ghê quá. Chạy đi chú Bạch ơi. Vậy là mình gặp được người hành tinh. Đúng rồi. Mình quá để cô tí làm quen với người hành tinh. Hello, how are you? Good morning. Good afternoon. Good evening. Không hiểu rồi con ơi, để chú Bạch đổi tiếng khác. Ồ, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы откуда приехали? Кто вы? Скажите, пожалуйста. Вы... Để đâu Doraemon ha, Kawasaki, Honda, Mazda, Ajinomoto. Chú Bạch ơi, người hành tinh cười rồi. Người hành tinh cười là chắc họ hiểu mình nói cái gì. Chắc họ kêu chứ chú Bạch thấy mặt họ đâu có vui gì đâu mà cười. Chứ bây giờ mình nói tiếng Anh, nói tiếng Nhật, nói tiếng Nga mà người hành tinh không hiểu thì nói tiếng gì bây giờ à? Nói tiếng Việt Nam á. Ủa vậy các bạn biết nói tiếng Việt Nam à? Biết. Sao nãy giờ các bạn không chịu nói? Không hỏi làm sao nói được. Đúng rồi, nói tiếng Việt Nam đi, vô bộ nhớ này dịch ra liền. Người hành tinh biết tiếng Việt Nam để cô tí giới thiệu. Xin chào các bạn, xin giới thiệu với các bạn người hành tinh. Mình tên là Cu Tí. Tí bà lý xí xí mặt bạn giống trái bi. Bạn này nặng có 1 kg. Đúng rồi. Còn xin giới thiệu đây là bạn Doraemon. Mon, bà lôi con bạn hay chơi tạc lon. Không, mặt của bạn giống cái son. Đúng rồi. Con xin giới thiệu đây là chú Thanh Bạch. Bạch cà lạch chạch chạch giống cục gạch. Không phải, bạch cà lạch chạch chạch không tắm không sạch. Còn các bạn là ai? Tụi tôi là người hành tinh. Mặt rất xinh xinh. Mặt rất xinh xinh té vào thần đinh. Đinh bà linh kinh bạn phát biểu linh tinh. Các bạn ơi, chúng tôi là người đến từ hành tinh trái đất. Còn các bạn, hành tinh của các bạn gọi là hành tinh gì à? Các bạn ở hành tinh trái đất hả? Còn tụi tôi ở hành tinh trái banh. Đại. Banh cà lanh chanh chanh mặt bạn giống trái chanh. Không phải là hành tinh trái banh. Tụi tôi ở hành tinh mơ ước. Không, ước mơ. Mơ ước. Ước mơ. Thôi, cái gì mà ước mơ, mơ ước không hiểu gì hết trơn chú Bạch ơi. Các bạn nói cái gì mít ước. Không phải là mít ước, mà là hành tinh mơ ước. Đúng rồi. À, ước mơ, mơ ước cũng vậy. Nhưng mà ở trên các bạn ước mơ, mơ ước là như thế nào? Hành tinh ước mơ có nghĩa là ước điều gì thì tối được nằm mơ điều đó. Đúng rồi. Sao kỳ vậy? Nói tóm lại cụ thể hơn, nếu mấy bạn ước một cái bánh kem thiệt bự, tối chắc chắn mấy bạn sẽ nằm mơ thấy cái bánh kem chút xíu. Đổi cho kỳ vậy. Không, chúng tôi xin nói lại, hành tinh ước mơ có nghĩa là ước mơ điều gì thì sẽ đạt được điều đó. Hay quá. Vậy giờ ở hành tinh các bạn, cô tí thấy trời đang nắng như thế này mà cô tí ước mơ là trời mưa thì có mưa không nè? Sẽ có mưa. Mưa quá trời mưa. Ô, nhưng mà mưa ở hành tinh các bạn dở lắm, không có hay bằng mưa ở trái đất đâu. Mưa ở trái đất còn có sấm sét nữa kìa. Ở đây cũng có sấm sét. Không có thấy sấm sét gì đâu. Sấm sét nè, bình bình. Chúng tôi xin nói lại, hành tinh ước mơ có nghĩa là muốn ước mơ điều gì thì phải cố gắng học tập và làm việc thì mới đạt được điều đó. Đúng rồi, có lao động mới thành công. Hay lắm. Các bạn ơi, chúng tôi tổ chức chương trình Tuổi Thành Tiên trên hành tinh khác. Bây giờ sẵn ghé ở đây, các bạn có tiết mục văn nghệ gì mình hợp tác tham gia biểu diễn cho vui. Ở đúng đây rồi. Tụi tôi nhiều chương trình hay lắm. Các bạn ở dưới có bài hát thiếu nhi nổi tiếng không? Bài hát thiếu nhi ở dưới trái đất rất là nhiều. Ở đây cũng có một bài rất nổi tiếng. Bài hát gì vậy? Cháu lên ba. Ủa bài này giống bài dưới trái đất quá vậy? Bài này ở dưới trái đất. Ủa sao các bạn hát ở đây? Thì hát ở đây. Ủa sao kỳ vậy? Có nghĩa là ở dưới trái đất có bài hát nào thì tụi tôi bắt chước bài đó. Đúng rồi. Nói chung là hành tinh mơ ước và hành tinh trái đất là giao lưu văn hóa với nhau. Bây giờ tôi gửi bạn cái này. Ủa cái này làm gì? Liên lạc với chúng tôi. Ủa liên lạc hả? Cái này kêu bạn gì? Cái này kêu là chiều đâm tay. Trời ơi, chiều đâm tay là sao? Là chài đâm tiêu. Em chi dòm giống quá. Nhưng mà bạn ơi,
bạn đừng có lấy cái đó về đâm tiêu, bạn lấy cái đó để nói chuyện giống như là gọi điện thoại. Alo alo phải không? Hiểu rồi, hiểu rồi. Cái đó gọi, còn cái cối xe này để nghe. Trời bây ơi, giờ chúng quá. Tôi xin phép được vào bên trong để tổ chức chương trình. Rồi tránh ra cho mình giới thiệu. Chứ mà tránh ra các bạn sẽ tham gia biểu diễn văn nghệ với mình. Mở đầu chương trình là một bài hát rất nổi tiếng trên hành tinh mơ ước chúng tôi. Các bạn coi xong không được bắt chước nghe chưa? Chắc chỗ mình bấm nút là hai cái xe này nó bay á. Ủa cái xe này bay được hả? Bay, hai xe, cái nó xe bay, bay được. Chắc chỗ 2, 3, 3. Ủa sao chưa thấy bay? Thưa quý vị, các bạn và các em thân mến, và bây giờ cửa phi thuyền của chúng ta sẽ từ từ mở ra. Mời quý vị, các bạn, các em cùng ngắm nhìn cảnh của hành tinh. Và tiết mục đầu tiên của người tham gia hành tinh, mời quý vị, các bạn, các em hãy cổ vũ một tràng pháo tay thật nồng nhiệt.
bạn vừa xem Người Hành Tinh biểu diễn cho chúng ta một tiết mục rất hay. Và bây giờ cô Tí xin giới thiệu với các bạn một tiết mục của các bạn thiếu nhi dưới trái đất của mình biểu diễn cũng thật hay. Mời các bạn dành cho các bạn thiếu nhi trái đất chúng ta một tràng pháo tay hết nồng nhiệt. Sửa lại nhẹ nhẹ tay thôi cô Tí. Alo, liên lạc được với Người Hành Tinh rồi. Bắt được sắp rồi. Alo Người Hành Tinh hả? Ủa, chú Bạch ơi, Người Hành Tinh nói với mình là ưu tiên cho mình. Ưu tiên cho mình? Ưu tiên cho mình. Ưu tiên cái gì? Ưu tiên cho mình diễn thêm một tiết mục nữa. Ủa sao kỳ vậy? Con nghĩ chắc Người Hành Tinh chuẩn bị chưa có kịp mà họ nói vậy á. À thôi được rồi, thôi thì mình cứ diễn đi hả. Sau đây xin giới thiệu đến quý vị các bạn các em một sáng tác mới nhất của chú Ngọc Lễ, bài hát Thiên Thần Của Mẹ. Bài hát này quý vị và các bạn cùng các em sẽ gặp gỡ Phương Thảo, Ngọc Lễ và đặc biệt có sự góp mặt của bé Na.
thần ơi, thiên thần của mẹ ơi, vì sao kia đâu rồi? Vầng trăng đã đi ngủ, vì sao đang ngoan giấc? Con yêu ơi hãy khép mắt lại. Thiên thần ơi, thiên thần của mẹ ơi, vầng trăng đến kia rồi. Thiên thần ơi, thiên thần của mẹ ơi, vì sao đến kia rồi? Vầng trăng đang sáng tỏ, vì sao đang lấp lánh? Con yêu ơi hãy ngước mắt nhìn. Chỉ có vầng trăng, mẹ chỉ có vì sao để cho con mai này. Thiên thần ơi, thiên thần ơi, thiên thần của mẹ ơi, vì sao đến kia rồi? Vầng trăng đang sáng tỏ, vì sao đang lấp lánh? Con yêu ơi hãy ngước mắt nhìn. Mẹ chỉ có vì sao để cho con mai này? Mẹ chỉ có vầng trăng, mẹ chỉ có vì sao, vì sao? Alo, chú Bạch ơi, chú Bạch ơi, người hành tinh nói với cô tí cái này không phải là để liên lạc không đâu, mà có nhiều nút lắm, mình sử dụng tùy theo sở thích của mình. Chẳng hạn như bấm cái này có thể giới thiệu chương trình hay hơn á. Tức là con bấm cái này rồi thông qua người hành tinh, cái chú Bạch thành ra là giới thiệu cho người hành tinh. Dạ đúng rồi, bây giờ con bấm quá, cái nút này để chú Bạch giới thiệu chương trình nha. Con bấm thử để coi, chú Bạch này đi, khoái lắm. Bấm nút màu đỏ đi. Kính thưa quý vị và các em,
Và bây giờ sao chú bác già quá cô tế. Sao kỳ vậy? Để con bấm lại cái nút đi. Thôi con ơi, thấy chưa, con bấm cái nút con không có biết cho nên con bấm nó lộn để chú Bạch lừa cái bấm nó. Quay đầu này đi, bây giờ chú Bạch bấm đi, cô tí giới thiệu cho. Bây giờ chú Bạch bấm là người hành tinh sẽ điều khiển cô tí giới thiệu. Dạ. À, con bị cảm hay sao cô tí? Trời ơi, con chết rồi. Ủa tự nhiên có bò kêu, có nghĩa là sao? Không phải bò kêu mà con nói là và sau đây tiếp tục chương trình. Và sau đây tiếp tục chương trình, trời ơi, thành ra tiếng của con gì rồi? Tiếng con khác. Ai, con gì vậy các em? Ai da, con cho như vậy là ý nghĩa ra làm sao? Là các bạn sẽ xem một tiết mục rất là hấp dẫn. Bấm thêm nút nữa cho vui. Con gì? Đúng rồi, con gà. Nhưng mà ý nghĩa ra sao vậy cụ tí? Mời các bạn xem tiết mục Thời trang hành tinh.
các bạn đang đến phần trình diễn thời trang của thiếu nhi hành tinh. Người hành tinh, phụ huynh lên luôn cũng được.
bay lên khắp vì sao ô kìa mô ghê. Từng vì sao lấp lánh quanh em thật là ngàn nụ hoa xinh xinh chợt hiện trên tay em dưới ánh sáng diệu kỳ của từng vì sao. Bay lên khắp vì sao. Các bạn và các em, và bây giờ chắc chú Thanh Bạch sẽ đề nghị cô Tí cùng với Doraemon hát một bài cho các bạn nhảy múa theo cho vui ha. Chú Bạch ơi, chú Bạch con nghe cái tiếng gì em? Con nghe cái tiếng gì thấy ghê quá chú Bạch ơi. Chú Bạch sẽ giới thiệu bây giờ con hát bài gì cùng bạn với Doraemon hay là con hát một mình? Con hát bài qua. Không phải. À múa, con múa, con thích múa. À con hát bài gãy gãy. Ủa sao vậy? Cái bài gì? Qua. Trời ơi, con đó với Bạch là con sâu khổng lồ đó, tấn công cho nó. Bây giờ làm sao bây giờ? Kêu 5 anh em siêu nhân. 5 anh em siêu nhân. Vỗ một tiếng cho các bạn. Một tràng pháo tay cho 5 anh em siêu nhân. Ủa sao 5 anh em siêu nhân này mập quá, bụng bự quá. Cố lên. Nhờ tinh thần đoàn kết của các bạn thiếu nhi, 5 anh em siêu nhân cũng chiến đấu thắng được quái vật. Một tràng pháo tay để hoan hô 5 anh em siêu nhân và các bạn. Ah,
Sau đây, cô Tý xin giới thiệu với các bạn một bài hát rất hay, tiếng ve gọi hè với tam ca áo trắng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhỏ nhỏ dành cho các cháu. Nếu như chúng ta mời người hành tinh xuống tham quan các danh lam thắng cảnh của Việt Nam thì các cháu sẽ mời đi đến những địa danh nào, những thành phố nào, những thành phố có nhiều di tích hoặc những nơi có những bãi biển đẹp vân vân. Các cháu sẽ mời những thành phố nào, ai biết giơ tay lên, chú Bạch mời trả lời. Nhiều quá các bạn giơ tay nhiều quá. Con sẽ mời đi đâu nè? Thưa Hải Phòng, thưa Sầm Sơn, thưa chú Bạch Mũi Né. Mũi Né rất đẹp, vừa tắm biển vừa chụp hình luôn. Dạ, Gạch Giá. Rạch Giá. Bãi biển Nha Trang. Bãi biển Nha Trang, đúng rồi. Còn bạn nào khác nữa, xin mời con. Đà Nẵng. Ở nhà. Ở trên nhà, trên lầu có cái phòng tắm bự, thấy mọi người hành tinh tắm thoải mái. Còn con ở đâu nữa? Tắm bờ biển. Ra bờ biển. Còn con? Bạn này mắc cười quá, nói không được luôn. Còn theo con tắm ở đâu được nữa? Hòn Rơm. Hòn Rơm quá đẹp, biết nhiều địa danh. Còn con? Sài Gòn qua La Bát. Bạn này mời người hành tinh thưởng thức. Ở Việt Nam chúng ta có Sài Gòn Waterpark, tuyệt vời lắm. Còn bạn nào nữa? Thêm một bạn nữa. Wonderland. Tắm được luôn, quá chừng. Còn con? Phú Quốc. Phú Quốc, tắm rất đẹp, biển rất trong, giỏi lắm. Còn con? Phước Hải. Phước Hải cũng có luôn, nhiều quá chừng nhiều luôn. Chú Bạch không thể nào hỏi hết các con được. Nhưng mà chú Bạch hy vọng rằng ai và bạn này nữa. Con bước ra đi. Con bước ra ngoài luôn. Chú Bạch mời con luôn. Bây giờ thì các bạn đã tham gia quá chừng nhiều luôn. Chú Bạch sẽ hỏi thêm cái này khó hơn chút xíu nha. Đi theo chú Bạch. Còn chú Bạch mời con luôn. Rồi các bạn nắm tay đó ha. Bây giờ như vậy chúng ta sẽ lên trên này để xem coi có một cái gì đó độc đáo hay không ha. Xin chào các bạn. Cô Tí xin giới thiệu với các bạn. Con. Trước mặt các bạn là một dụng cụ điều khiển dùng để sửa sắc đẹp. Và để sử dụng dụng cụ này rất là dễ, chỉ cần các bạn nắm vào cái cân này, kéo qua trái, kéo qua phải, đẩy tới trước, đẩy ra phía sau, quay vòng vòng cũng được, quay tới quay lui cũng được. Và máy này có thể sửa sắc đẹp cho tất cả mọi người. Các bạn hiểu chưa nè? Bây giờ các bạn ngồi xuống đây để chúng ta cùng sửa sắc đẹp. Rồi các con để mỗi người một tay lên nha. 1, 2, 3, chú Bạch sẽ chụp hình lên màn ảnh nha. 1, 2, 3, bắt đầu đè. Đó. Rồi các con muốn sửa chú Bạch sao? Thích sửa thoải mái. 2, 3 bắt đầu, chuyến cần gạt. Quay. Ôi trời ơi, chú Bạch có râu. Sửa cho chú Bạch trẻ trẻ hơn đi đó. Chú Bạch cười vui quá. Ôi chú Bạch râu quay nó, râu quay nó. Trời ơi, lẹ cái lưỡi cắm tay mũi họng rồi. Trời ơi đừng quá các bạn. Ôi súng răng. Không chịu súng răng đâu, không chịu súng răng đâu. Các bạn mỗi bạn sửa thêm một cái râu hầm đầu cá chó không chịu đâu. Trời giống ông xài rượu quá chừng các bạn ơi, từ từ sửa ngồi cho chú Bạch đẹp chứ đừng có sửa ngồi chú Bạch thành xấu quá. Trời ơi, miệng méo rồi. Mắt bị lé tiêu tuần rồi. Sửa cho chú Bạch đẹp hơn đó, chú Bạch gần đẹp rồi đó. Đẹp sửa đẹp bên đây hơn đó. Được rồi, đẹp được đẹp rồi hơn. Đẹp hơn. Càng ngày càng tệ rồi. Trời ơi, giống con chuột quá. Ráng lên chút xíu. Ráng lên con ơi. Ghê quá. Mặt này rất là lột lạc. Quý vị các bạn, các em thân mến, và có lẽ đến với thành phố biển Nha Trang chúng ta không thể nào không đến với những ngôi tháp chàm thật là cổ kính, và nơi đó có những pho tượng cổ của nữ thần Shiva. Và bây giờ người hành tinh đã bắt sóng, biết được điều này cho nên tạo nên một tiết mục rất độc đáo, đó là tiết mục các nữ thần để thể hiện sức mạnh của người phụ nữ. Mời quý vị các bạn, các em dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cổ vũ cho tiết mục.
về quê không? Nếu mà về quê đi qua miền Tây, đi xuống miền Tây, chúng ta sẽ đi qua một cái cầu mới vừa xây dựng xong, đó là cầu gì? Quá giỏi, bạn nào cũng biết hết, cầu Mỹ Thuận. Và chúng ta đi về miền quê, những nơi thật là xa. Nơi đó có rất nhiều những trò chơi dân gian ngày xưa còn lưu giữ đến bây giờ. Và nhiều khi cách xưng hô ở mỗi một vùng quê mỗi khác. Thí dụ một cách đơn giản như cái từ kêu ba ơi thôi. Có những nơi không gọi là ba ơi mà gọi là tía ơi. Tía ơi, và chính vì vậy cho nên có một bài hát rất nổi tiếng được mang tên Má Em, Tía Em. Bài hát này quý vị, các bạn và các em sẽ thưởng thức qua tiếng hát của bé Xuân Mai. Thank you.
Alo, quý vị và các bạn, gặp lại một nhân vật rất quen thuộc ở đâu vậy cô Tí nha? Ờ, chú Bạch đây. Bạn này là cô Tí gặp ở trong Tuổi Thần Tiên 4 rồi, nhưng mà bạn này không có biết nói. Lúc đó mà cho mà Doraemon cho Duy Ngọc ước, mình ước cái có bạn này mới ra phải không? Dạ đúng rồi. Bây giờ năm nay chắc là sau một năm chắc bạn nó cũng biết nhiều điều rồi. Con có thể cho các bạn biết năm nay con mấy tuổi? Mấy tuổi? Nói khó nghe quá. Hai tuổi. Là 2 tuổi á chú Bạch. Trời ơi. Không biết là các bạn có xem phim trên tivi không nha? Dạ. Các bạn ở dưới có xem phim trên tivi không? Dạ. À, con có xem phim không? Dạ. Con thích nhân vật nào trong phim? Con chó, con chó. Chèo 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 là cái gì vậy? Không phải chèo 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 chèo, mà là cô Tí nghe là Hoàng Châu công chúa. Phải không? Tức là công chúa Hoàng Châu Tiểu Yến Tử. Các em có xem phim này không? Có thích nhân vật Hoàng Châu công chúa không? Thiệt không? Vậy thì cho một chàng pháo tay nồng nhiệt sẽ xuất hiện trên sân khấu bây giờ. Cảm ơn nha. Bây giờ mình trang hoàng cho lộng lẫy lên ha. Đúng rồi, mình đóng công chúa Tiểu Yến Tử chứ Bạch. Dạ cái này nhìn đẹp đẹp đó nha. Công chúa Hoàng Châu sắp tới rồi đó. Để đây giờ quá đẹp rồi. Chú Bạch ơi, mình chuẩn bị đón công chúa Hoàng Châu nha. Trời ơi, không phải là Hoàng Châu công chúa mà là Hoàng Phù Thủy. Hả? Hoàng Phù Thủy thì đã sao? Chương trình nào cũng có bà Phù Thủy tới hết trơn hết trọi. Chắc bà Phù Thủy tới dùng phép thuật để cúp điện phải không ạ? Không, cúp điện đã có điện lực lo rồi. Vậy là bà Phù Thủy tới đây để biến chú Bạch thành con ngựa Đức làm đôi chạy vòng vòng vòng. À, cái đó thì đã ra băng rồi, ta làm chi lộ mánh. Ủa vậy chứ bà Phù Thủy tới đây làm gì? Chương trình ca nhạc. Trời, bà Phù Thủy làm chương trình ca nhạc với chủ đề gì vậy? Chủ đề hả? Bởi vì ta thấy rằng chương trình Tuổi Thần Tiên chỉ lo cho các em là hiếu học, các em ngoan thôi. Cho nên ta sẽ cạnh tranh với chương trình Tuổi Thần Tiên. Ta sẽ làm chương trình Tuổi Thần Sầu. Ôi, chương trình Tuổi Thần Sầu. Vậy với chương trình Tuổi Thần Sầu, bà Phù Thủy có cái gì hay không ạ? Nhiều tiết mục hay lắm, hay hơn Tuổi Thần Tiên. Ca, xiếc, nhạc, ảo thuật, cái gì cũng có hết. Bà Phù Thủy làm ca nhạc thử trước được không? Ca nhạc phải không? Để mở đầu chương trình, ta sẽ hát một bài. Các em đâu chuẩn bị đó vinh quả cho ta nhé. Bài hát này do chính ta sáng tác. Bài hát sẽ được phép bắt đầu vỗ tay. Hay quá các em nha. Nhà em có nuôi một con chó, trông nó to như con bò. Sáng nó kêu bú bú bú, trưa nó kêu bê bê, tối nó kêu cặp 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 vỗ tay. Quá hay, tuyệt vời, hay quá. Nhưng mà bà Phù Thủy ơi, cái bài này không phải của bà Phù Thủy sáng tác đâu. Hình như cái bài này cô Tí nghe là có trong Tuổi Thần Tiên 3 rồi á. Ha, bài này là của ta đó. Nhưng mà hồi năm ngoái ta mới cái vừa nói cái ý đồ sáng tác nó bị nó chôm, nó đặt trước rồi. Bà Phù Thủy ơi, như vậy bà còn tiết mục nào hay hơn, ly kỳ hơn, hấp dẫn hơn? Hay hơn phải không? Và bây giờ là tiết mục múa ba lê. Ui ui, múa ba lê hay. Một chàng có tay đồng nhiệt đi các em. Mình sẽ được coi múa ba lê. Wow. Kính thưa quý vị, bây giờ là trận đấu quyền ăn giữa hai đội quân Salada tức là quân xà lõn vàng và quân Salada tức là quân xà lõn đỏ. Bên đây các em ủng hộ đội vàng nha, bên đây, bên đây trên các lầu bạn nha. Ủng hộ đội đỏ nha. Hiệp một xin được phép bắt đầu. Vô, up, up. Vô, vô, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. À, quân Salada đã chọt lét quân Salada. À, còn tôi thêm một trận nữa. Quân Salaya lại tiếp tục níu
sĩ chút xíu giải lao đi. Hiệp ba, bắt đầu, vô. Hấp. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Thua, vỗ tay. Bên vàng chiến thắng, cổ vũ mạnh lên. Phù Thủy không chịu đâu, bà Phù Thủy ăn gian quá, đếm lẹ quá, chừng lẹ luôn à. Bà bên kia còn cắn lỗ tai bên này nữa. Bà Phù Thủy có tiết mục nào thể loại khác nữa không ạ? À? Bây giờ là tiết mục kể chuyện cổ tích. Các con có thích nghe không? Bây giờ kể chuyện cổ tích hay quá chừng. Ngày xưa, ngày xưa có một gia đình nọ. Người cha vất vả sớm chiều đạp xích lô. Đó, thấy đạp xích lô dễ thương không? Chú Bạch ơi, người cha phải vất vả đạp xích lô nuôi gia đình rồi cái mặt nhìn thấy thương dễ sợ luôn á. Đúng rồi, mỗi ngày con phải chở theo một đứa con như vậy bởi vì mẹ cũng không có nhà. Đứa con khát sữa quá phải bú tay. Còn người mẹ cũng vất vả không kém, sớm hôn cực khổ. Để mà nuôi đàn con đi học, người mẹ đi bán hộp vịt lộn. Ai hộp vịt lộn ha? Có chân đổ kinh. Hộp vịt lộn khuyến mãi đây. Ăn một trứng vịt lộn có được kèm theo trái ớt với lại mấy cọng rau răm. Chú Bạch ơi, đi bán hộp vịt lộn mà bữa nào mà gặp trời mưa chắc là bà mẹ bán ế lắm đó chú Bạch. Đúng rồi, mỗi khi bán ế như vậy cả nhà phải ăn trứng vịt lộn trừ cơm, trong lòng buồn rười rượi. Dễ thương không? Thôi đi bán chỗ khác đi cưng. Có chân đổ. Và hai vợ chồng này còn có một đứa con rất là dễ thương, rất là hiếu thảo và học rất là giỏi. Hằng ngày cậu bé phải đi học trên một đoạn đường rất dài, trời nắng chang chang, nhưng không lúc nào cậu than vãn mà chỉ lo học mà thôi. Đỡ cái cặp rất là nặng bởi vì cậu học rất nhiều môn, chứa rất nhiều sách vở, giống cái cặp của các con không? Đó, thấy tội nghiệp ghê không? Trời ơi, cậu học trò nghèo mà cái mặt nhìn thông minh dễ sợ luôn. Nhưng sao nhìn hơi bị già, chắc học thêm nhiều lắm. Chính vì học nhiều như vậy cho nên cậu bé đã đỗ đạt. Và mặc dù cậu lo học như vậy nhưng mà các bạn của cậu lại không lo học, mà chỉ lo ăn chơi đua đòi đua xe lạng lách. Các em ra đây. Trời ơi, không lo học mà lo đi đua xe lạng lách ngoài đường. Thế nào cũng gây tai nạn cho coi. Hư quá là hư luôn. Thấy chưa? Không lo học hành, lo đua xe lạng lách nè, gây tai nạn cho mình quay. Đến đây. Ở đâu? Được rồi. Rồi, đúng rồi. Đi được một chiều. Đó, thế nào cũng gây tai nạn giao thông cho coi. Ở đâu? Ở đâu? Đã đi được một chiều mà còn lại chống đối người thi hành công vụ nữa. Nói nó còn hành không có đâu. Đâu? Khoan, Phù Thủy ơi, Phù Thủy ở lại đi. Bà Phù Thủy có thể diễn thêm một chút xíu gì nữa không? Bà Phù Thủy ơi, bây giờ bà Phù Thủy yêu cầu bà Phù Thủy có tiết mục nào hấp dẫn hơn, nhỏ nhỏ hơn không? Nhỏ hơn. Thôi được rồi. Để đáp lại lời yêu cầu của đông đảo các bạn đã điện thoại và email đến cho ta, ta sẽ diễn thêm một tiết mục nhỏ xíu thôi. Đó là voi uống dẹo trên đít ly. Wow. Chúng ta vỗ tay theo nhạc cho Sơn nha. 2, 3, hấp. Dạ, chú voi rất to như thế này mà lại nhảy theo nhạc rất là nhẹ nhàng. Hấp, hay. Yeah. Rồi, đáng lẽ ta ngờ
Những chú voi rất khéo léo, chân bước trên một đường thẳng. Trời ơi, bà phụ nữ ơi, tiết mục này cô thấy thích nè. Tiết mục này tự nhiên một cô thấy thích là cái nãy tiết mục nãy sợ quá chừng luôn á. Rồi cô thấy chạy quá. Thì bà phụ thủy có thể ráng thêm chút xíu nữa thôi. Một tiết mục nữa thôi. Bây giờ muốn xem nữa phải không? Dạ, dạ. Không biết các bạn ở dưới có thích không? Các con có muốn xem nữa không? Được rồi, bây giờ là tiết mục rắn bò trong rạp. Hay quá, rắn bò trong rạp hay quá. Hay phải không? Dạ, hay không, biểu diễn liền. Thả rắn ra. Trời ơi, thả rắn ra hay vui quá. Nhưng mà tớ mới học thả ra chứ chưa có học cái phép thu nó trở lại. Thôi được rồi, không muốn xem phải không? Thôi được rồi, thôi ta đi đây vô đặng mà dắt vô uống sữa. Goodbye see you again. Công chúa Hoàng Châu. Tiểu Yến Tử xin chào. Chào các bạn thiếu nhi Việt Nam thân mến. Chào chú Thanh Bạch, chào Doraemon và cô Tí. Một tràng pháo tay nồng nhiệt đi các em. Cô Tiểu Yến Tử ơi, nhân dịp cô sang đây, cô Tí có thể thay mặt cho các bạn thiếu nhi hỏi cô Tiểu Yến Tử một câu có được không ạ? Cô Tí muốn hỏi chuyện gì cũng được, nhưng đừng có hỏi câu nào khó quá. Đã sẵn sàng rồi, cô Tí hỏi đi. Cảm ơn cô Tiểu Yến Tử. Cô có thể cho biết theo cô Tiểu Yến Tử thì các bạn thiếu nhi Việt Nam ở đây theo cô thì như thế nào ạ? Theo Tiểu Yến Tử thấy thì... À, các bạn thiệt dễ thương. Tiểu Yến Tử đây xuất thân từ trẻ mồ côi nên đặc biệt khâm phục các bạn mồ côi. Nghe nói có bạn còn nghèo hơn Tiểu Yến Tử ngày xưa, nhưng rất là siêng năng và chăm học. Các bạn nhỏ đó làm cho Tiểu Yến Tử đây tâm phục khẩu phục. Tiểu Yến Tử ơi, đến với tuổi thần tiên năm, bạn có thể tham gia một tiết mục gì cho vui được không hả? Tiết mục hả? Hay như vậy đi, nhân ngày vui hôm nay chúng ta sẽ đốt pháo bông để ăn mừng. Tiểu Yến Tử sẽ mời cả Tử Di, Ngũ A Ca, Phúc Nhĩ Khang và mời luôn cả Hoàng A Mã nữa. Mình bắt đầu ha. Các bạn ơi, có cả Tử Di, Phúc Nhĩ Khang, Hoàng A Mã, một tràng pháo tay để cùng đốt pháo bông cho vui. Trời xanh xanh ngã xanh, gió tung tăng trên lá xanh, một cô em trông rất tươi xinh. Đùa vui bên khóm hoa, gió lay lay cành bướm xa, gặp em mê say thướt tha. Em hay cười hay nói, em hay giỏi hay hờn, như một nụ hồng, và nụ hồng này chính là em. Trời xanh xanh ngã xanh, gió tung tăng trên gió lay lay cánh bướm xa, lòng em mê say thướt tha bướm. Ha, cánh hoa xinh tươi là em. Ha, và nụ hồng này là chính em. Có lúc như chim như cây cỏ hồn nhiên đùa vui ca hát, có lúc như mây ngàn lên liền thành thời gian trên khắp trời. Ấy thế nhưng trong lòng nguyện sáng sớm quên thân về tình yêu. Điên dại vì coi lòng người sao xuyến, cũng có khi yêu đời như một nàng tiên thường hay dối hờn, bên chấp bao nhiêu điều và dám sớm quên thân vì tình yêu. Tươi thắm như cánh hoa hồng mùa trên đời cùng gió mây, và nụ hồng này là chính em. Hoàng hậu Cát Tường. Con kia, giờ hai đứa bay chưa ngủ, tụ tập ca hát đố bông là sao vậy? Tính loạn cả hoàng cung này hả? Trời ơi là trời. Nè, tụi tôi ca hát đố pháo bông là để
chào đón tất cả các em thiếu nhi đến với chương trình Tuổi Thần Tiên Năm. Chứ đây đâu phải là hoàng cung đâu, mà bảo là náo loạn. Quen đường, quen đường. Ở đây là hoàng cung, ta không biết Tuổi Thần Tiên Năm nào hết. Thần Tiên Năm là ông thần nào vậy? Ta không hề biết, ta xử ngươi trước. Tiểu thái giám bắt về Từ Linh Cung cho ta. Khoan, nè, muốn bắt tụi tôi hả? Ừ. Phải hỏi chú Thanh Bạch nè, hỏi cô Tí nè, hỏi Doraemon và tất cả các bạn ở đây coi có đồng ý không đã, phải không các bạn? Nín, Thanh Bạch, cô Tí, Doraemon, nó nằm ở trong môn phái này, ta đâu có biết đâu. Trời ơi, ta xử ngươi trước gặp mấy người kia hả, Chu Di Tam Tộc sao? Bây đâu bắt về Từ Linh Cung cho ta. Trời ơi, cứu Tiểu Yên Tử và các bạn nè. Và kính yêu con khắc ghi trong lòng, tiếng nói cha ấm nồng tiếp bước con đến phương trời xa, bao tình thương dành riêng cho mình con, mong muốn cho con một tương lai đầy ánh sáng. Dẫu bao phong ba dù có khao muôn tình này đời, con vẫn luôn một lòng khắc ghi ơn cha. Hỡi cha yêu ơi, dù có gian khổ buồn phiền, lòng con vẫn nhớ một đời tình cha luôn luôn vì con, luôn luôn vì con, luôn vì con. Dẫu bao vòng ba dù có khao mòn tình này đời, con vẫn luôn một lòng khắc ghi ơn cha. Hỡi cha yêu ơi, dù có gian khổ buồn phiền, lòng con vẫn nhớ một đời tình cha luôn luôn vì con. Hãy cờ cụ sư cờ lan kiên cờ bùng đi cờ lê hô mừng trên đỉnh giờ trên sâu trên giờ sâu. Bố sư khờ lan khen khờ bùng đi khờ lê Vô mừng chiến bình giờ chen sâu chen giờ sâu chen giờ sâu chen giờ sâu chen giờ sâu. Trương Kim Ngân cùng toàn thể diễn viên múa xin gửi quý vị và các em lời chào thân ái và nồng nhiệt nhất. Các bạn, và bây giờ chúng tôi có một vài câu hỏi nhỏ nhỏ dành cho các em. Thường thì tất cả chúng ta ai lớn lên cũng phải có một nghề nghiệp gì đó, mà đôi khi những nghề nghiệp ấy đã có những ước mơ ngay từ những năm tuổi còn rất nhỏ. Không biết các cháu lớn lên sẽ mơ trở thành bác sĩ, kỹ sư, phi hành gia, ca sĩ, luật sư. Các bạn có ước mơ, các em có ước mơ gì chưa? Cô Tí và chú Thanh Bạch sẽ hỏi một số cháu để xem các bạn có mơ gì chưa nào. Lớn lên các bạn mơ sẽ trở thành nghề gì? Vẽ. Vẽ, làm họa sĩ. Giỏi lắm. Còn bạn đây nè, bạn mơ là lớn lên bạn ước mơ sẽ làm gì nè? Vẽ. Vẽ. Còn con lớn lên con làm nghề ca sĩ. Chú phi công. Chú phi công, quá đã. Mời bạn tiếp theo. Còn bạn đây. Con thấy là chú phi công. Chú phi công. Còn con lớn lên con mơ là gì nè? Con muốn là chú bộ đội. Làm chú này. Bộ đội bảo vệ an ninh tổ quốc quê nhà. Con muốn làm bác sĩ. Làm bác sĩ. Bạn này có ước mơ gì không? Còn con lớn lên con mơ làm gì? Con làm gì? Con làm bác sĩ. Làm bác sĩ. Còn bên này có một bạn nhỏ xíu xíu. Để cô Tí hỏi bạn nhỏ này lớn lên là mơ, bạn ước mơ làm cái gì nè? Làm bác học. Làm bác học. Ôi trời ơi. Rồi, con qua đây. Con cho các bạn biết ước mơ của mình nè. Lớn lên con mơ làm gì? Con làm cảnh sát.
làm cảnh sát, trật tự giao thông. Còn bạn này ước mơ lớn là bạn làm gì nè? Con làm bác sĩ. Bác sĩ nữa, quá nhiều bác sĩ. Còn con? Con ước mơ thành phi công. Phi công. À, con bé này, bé ước mơ lớn lên bé sẽ làm gì nè? Làm cùi. Từ từ. Làm cùi. Ui, ở trên cung trăng luôn, quá. Em muốn là tổng thống Philippines. Trời ơi. Bạn này muốn trở thành tổng thống Philippines. Còn con? Con muốn làm cô giáo. Còn bạn này muốn làm gì? Con muốn làm siêu nhân. Siêu nhân, nhìn là giống siêu nhân quá trình luôn. Con muốn làm bác sĩ. Còn bạn này muốn làm gì nè? Giờ con muốn học hát. Học hát. Con muốn làm y tá. Đúng rồi, y tá để chữa bệnh ha. Còn bạn này muốn làm gì? Dạ con muốn làm bác sĩ. Bác sĩ. Con muốn làm bác sĩ. Ôi, nhiều bác sĩ quá, còn bạn cứ con ở trong này. Con muốn làm người vũ trụ. Wow, muốn làm người vũ trụ luôn. Còn bạn con muốn làm gì? Con muốn làm bác sĩ. Wow, hôm nay quá nhiều con bác sĩ. Con muốn làm công chúa Hoàng Châu. Nhiều quá chừng cô tí ơi. Còn bạn này nè, bạn này ước mơ lớn lên làm gì nè? Ca sĩ. Làm gì? Con thích ca sĩ. Ca sĩ. Làm chú công an. Wow, còn con? Làm kỹ sư. Hay còn lắm. Bạn này muốn lớn lên làm gì? Làm bác sĩ. Bác sĩ. Con muốn làm siêu nhân. Wow, ước mơ quá chừng nhiều luôn. Có một người mà chú Bạch ở gần bên cạnh mà chú Bạch quên hỏi. Đó là bạn Cu Tí. Không biết các bạn có biết Cu Tí ước mơ sau này lớn lên trở thành người nào, trở thành nghề gì nhỉ? Chú Bạch hỏi Cu Tí à? Ờ đúng rồi. Cu Tí ước mơ lớn lên Cu Tí sẽ làm cầu thủ bóng đá. Cu Tí đá banh sẽ giỏi thiệt là giỏi, đá hay hơn Maradona, hay hơn Pele vua bóng đá luôn. Và Cu Tí sẽ tham gia cùng đội bóng Việt Nam tranh cúp thế giới, tranh cúp muôn danh, đoạt luôn chiếc cúp đó, hạ gục các đội Argentina, Brazil, Manchester United, đá chu chu thua mình hết, Việt Nam vô địch.
buồn vui cõi đời tan như ngà sao, vì kia tiếng còi xôn xao gọi mời, âm vang trong kèn kia hai hò hát, đào đi đất trời mỗi ai ra ngời như bao con tim xôn xao cháy đua tung bay lên cao, sân đẹp sân hận thua đẹp như những ánh sao, tranh đua trên sân mưa bay bên bên chiếc cúp yêu thương. Tạm biệt. Chúc quý vị, các bạn, các em một mùa hè thật vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Xin chào tất cả các bạn đang ngồi trên lầu. Chào tất cả các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn trong tuổi thần tiên. Học giỏi nha.